Xin kính chào quý vị nhà đầu tư. Gần đây, Việt Nam đã tham gia cái hiệp định EVFTA và rất nhiều người quan tâm đến những cái ngành được hưởng lợi từ cái hiệp định này, ví dụ như thủy sản chẳng hạn. Chính vì thế hôm nay ở cái clip thứ 15 trên 69 clip định giá cổ phiếu, tôi thay mặt cho AZFIN Việt Nam sẽ định giá và phân tích cái cổ phiếu ANV của công ty cổ phần thủy sản Nam Việt. Thì nội dung chính hôm nay gồm có 3 phần như sau. 1. Là tổng quan về ngành thủy sản. 2. Là phân tích định giá cổ phiếu ANV. Và thứ 3. Là kết luận và khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu này như thế nào. Sau đây chúng ta cùng vào nội dung thứ nhất, đó là ngành thủy sản. Thì tôi tập trung cụ thể ở đây là ngành cá tra. Thì phù hợp với cái xu hướng healthy, đó là thị trường chính của cá tra Việt Nam là Mỹ, Trung Quốc, châu Âu này, và xu hướng bảo vệ sức khỏe thì chuyển đổi từ cá thịt đỏ sang cá thịt trắng đang dần diễn ra dù tăng trưởng chưa thực sự mạnh. Thứ ba là cá tra Việt Nam có lợi thế tuyệt đối so với những cái đối thủ khác như Ấn Độ và Philippines do chất lượng cá tốt hơn, thổ nhưỡng tốt hơn và kinh nghiệm tốt hơn. Thứ tư là chiến tranh thương mại diễn ra thì cá rô phi của Trung Quốc bị áp thuế rất nặng khi xuất khẩu vào Mỹ. Thì cá rô phi chính là một trong những cái sản phẩm mà cạnh tranh trực tiếp với cái cá tra của Việt Nam đây. Tiếp theo là dịch bệnh Covid-19 thì ảnh hưởng mạnh mẽ đến cái tiêu dùng nói chung và tiêu thụ cá tra nói riêng. Và về dài hạn thì chúng tôi cho rằng tiêu thụ cá tra sẽ có xu hướng tăng trưởng ở mức trung bình thấp, tức là có tăng trưởng đấy ạ. Thì chúng tôi cho rằng cái mức tăng trưởng đâu đó nó tương đương với khoảng lạm phát ở Việt Nam khoảng 4% gì đó, chứ không phải là được quá cao, nhưng mà là có một cái xu hướng rõ ràng. Tiếp theo, về những cái khó khăn của ngành cá tra nói chung, đầu tiên là phải nói đến dịch bệnh Covid-19 thì khiến cho một cầu cá tra thấp do tiêu dùng giảm nói chung và tiêu dùng cái sản phẩm cá tra này giảm nói riêng. Thứ hai là chi phí xuất khẩu tăng cao hơn do phải kiểm soát dịch bệnh rất là ngặt nghèo từ các cái nước nhập khẩu cũng như là từ Việt Nam xuất đi. Thứ ba là giá cá tra duy trì ở mức thấp khiến cho người nuôi đang lỗ 4-5.000 đồng trên 1 kg. Thứ tư là gần đây Trung Quốc đã có hạn chế nhập khẩu đồ đông lạnh và họ còn khuyến cáo người dân là nên thận trọng sử dụng sản phẩm đông lạnh tránh lây lan dịch bệnh. Thế do đó điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến các cái doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, mà đặc biệt là các doanh nghiệp có cái thị phần lớn xuất khẩu vào cá tra ở Trung Quốc. Thì cụ thể ở đây là Nam Việt là một công ty có cái thị phần xuất khẩu cá tra ở Trung Quốc rất lớn, chiếm đến hơn 30%. Và cái chu kỳ cá tra thường diễn ra 2 đến 3 năm lên rồi 2 đến 3 năm xuống, phụ thuộc vào một nhu cầu tiêu dùng thay đổi. Thứ hai là vùng nuôi tăng giảm theo cái phong trào. Tức là người nuôi họ thấy giá cá tra tăng họ lại lao vào nuôi ào ào. Từ đó khoảng 1 năm sau, 2 năm sau thì khiến giá cá tra bắt đầu đi xuống. Và khi giá cá tra đi xuống thì người nuôi họ lại bỏ ao nuôi. Thì khi đó giá cá tra dần dần lại trở lại lên. Thì chu kỳ giảm giá cá thấp nhất theo AZFIN đánh giá là kéo dài đến năm 2020 này. Thì nó sẽ dài hơn khoảng gần 1 năm so với cái chu kỳ thông thường. Và cái điểm chũng lợi nhuận của cá tra chúng tôi dự kiến là ở giữa và cuối năm 2020 này, từ 2021 rất có thể nó sẽ tăng trưởng trở lại rất tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trực tiếp tổng quan về ANV và vị thế của công ty cổ phần thủy sản Nam Việt này. Thì về giá đóng cửa ngày 21 tháng 8 là 16.400 đồng, thì trung bình giao dịch 10 phiên là 108.129 cổ trên một phiên, vốn hóa của công ty này là 2.092 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu là 127.5 triệu, ROE là 10% cho năm 2020 này, ROA khoảng 5.5%, EPS thì khoảng 1.700 đồng và giá trị sổ sách khoảng 18.500 đồng. Thì cổ đông lớn gồm có ông Doãn Tới chiếm tới 54.35%, tiếp theo là hai vị con trai của ông ấy, mỗi người nắm khoảng 13% nữa, tức là riêng gia đình ông Tới thì nắm đâu đó khoảng hơn 80% cái công ty này rồi. Thì đầu tiên, ANV là cái công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam với cái sản phẩm chủ lực là cá phi lê, thì cũng rất giống với sản phẩm chủ lực của Vĩnh Hoàn. Thứ hai là ANV là công ty duy nhất ở Việt Nam chủ động 100% vùng nguyên liệu. Vì thế, thành ra giá cá tra giảm mạnh được rồi ảnh hưởng rất xấu, xấu nhất trong các cái doanh nghiệp cá tra. Do mỗi kg cá tra thì công ty phải gánh lỗ 4-5.000 đồng.
Thế thành ra lợi nhuận sẽ bị suy giảm rất mạnh, và chúng ta cũng nhìn thấy cái kết quả kinh doanh của hai quý đầu năm 2020 rất là kém như vậy. Ngược lại, khi mà giá cá tra mà tăng trưởng rất mạnh chẳng hạn, thì ANV rõ ràng là công ty được hưởng lợi nhất khi mà họ chủ động 100% nguyên liệu, thì khi đó lợi nhuận của họ sẽ tăng trưởng rất mạnh, không giống như Vĩnh Hoàn chủ động có 65% thôi. Thế thành ra cái mức độ biến động của ANV cao hơn rất nhiều so với Vĩnh Hoàn. Tiếp theo, thứ ba là ANV đang có kế hoạch mở rộng và nâng quy mô gấp đôi đến năm 2022 khi họ chuẩn bị các cái vùng nuôi rồi và rõ ràng đang đầu tư. Chỉ cần đợi là cái cầu cá tra tăng trở lại thì họ sẽ đưa vào vận hành. Thứ tư, ANV cũng đang xây dựng cái nhà máy sản xuất collagen, dự kiến có thể mang lại doanh thu và lợi nhuận vào 2021. Thì kế hoạch là 2020 này sẽ đưa cái nhà máy này vào hoạt động. Chúng ta đã được biết rằng Vĩnh Hoàn là một công ty rất thành công trong cái việc sản xuất cái collagen và gelatin. Thì năm 2019 kia riêng Vĩnh Hoàn cũng có đạt hơn 200 tỷ lợi nhuận sau thuế từ cái mảng này, tương đương với một công ty thủy sản tầm to ở Việt Nam chứ không phải tầm nhỏ đâu ạ. Chính vì thế cho nên cái sự hấp dẫn của cái lĩnh vực sản xuất collagen này đã được ANV quan tâm và công ty đã đầu tư thực hiện. Và chúng tôi cho rằng ANV đi sau VSC thành ra có khá nhiều các cái lợi thế từ việc học hỏi kinh nghiệm từ VSC, do đó là có thể mang lại lợi nhuận trong 2021 này được luôn, trước rất nhiều so với Vĩnh Hoàn ngày xưa. Thì Vĩnh Hoàn từ lúc xây dựng nhà máy đến lúc có lợi nhuận đâu đó mất khoảng 4 đến 5 năm cơ. Đó. Tiếp theo, đánh giá về sức khỏe tài chính của ANV thì chúng tôi cho rằng là khá tốt cho dù nó mở rộng rất mạnh. Đầu tiên là nợ vay trên vốn chủ sở hữu của ANV ngày càng giảm. Sau tháng 2020 chỉ còn có 54,76% mà thôi, thì nó là một tỷ lệ rất an toàn. Đó, thì đặc biệt an toàn trong cái điều kiện là ANV rõ ràng là đang mở rộng rất lớn. Chúng ta có thể nhìn thấy tài sản dở dang ở đây ạ, lên đến 714 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020. Nhưng mà nợ vay vẫn rất thấp do công ty này về cơ bản tạo ra tiền rất tốt, thế thành ra họ không cần phải vay quá lớn. Đó, và cái việc mở rộng thì họ lấy vốn sẵn có của họ, họ đầu tư cũng rất là tốt. Tiếp theo, tỷ lệ chiếm dụng vốn thì của ANV cải thiện mạnh và hiện nay là khoảng độ 108%. Thì đây được đánh giá là một mức cao thuộc dạng nhất ngành, bởi vì đặc thù ngành cá tra này thường bị chiếm dụng vốn do nó xuất khẩu đi nước ngoài rất nhiều. Thế thành ra cái việc khoản phải thu của nó thường kéo dài hơn. Thứ ba là cổ tức của ANV thì trả đều đặn qua các năm, rất tốt ạ. Trả rất đều đặn, lưu ý với quý vị như thế. Kể cả những cái giai đoạn mà ANV có khó khăn do đầu tư ngoài ngành vào một số cái công ty ở miền Bắc này, nhưng mà nó vẫn trả cổ tức rất tốt. Thứ tư nữa là tài sản dở dang của ANV như chúng ta thấy đây tăng rất mạnh. Thì do là ANV mở rộng cái vùng nuôi lên đến 200 ha. Thế do đó là cái này sẽ đưa vào cái tài sản cố định khi mà cái tình hình là cá tra tiêu thụ tốt hơn và công ty đưa vào hoạt động để có thể cung cấp cái nguyên liệu cho cái dây chuyền hoạt động để xuất khẩu tăng trưởng một cách mạnh mẽ khi mà thị trường tăng trưởng trở lại. Và từ đây có thể thấy là sức khỏe tài chính của ANV rất tốt và sẽ là một cái doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất chu kỳ cá tra tới, khi mà chỉ cần khi mà có dấu hiệu cá tra tăng trưởng trở lại thì rõ ràng chúng tôi đánh giá ANV là có sức tăng trưởng mạnh nhất trong ngành. Tiếp theo, về cái kết quả kinh doanh của ANV thì có sự biến thiên rất là kinh khủng. Thì nguyên nhân rõ ràng là đến từ việc công ty này, thứ nhất là chủ động nguồn nguyên liệu rất là mạnh. Đó. Thế do đó là tăng giảm thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn từ việc giá nguyên vật liệu đến cái giá thành phẩm rất là lớn. Thì đầu tiên là về doanh thu của ANV thì ngày càng tăng trưởng do mở rộng mạnh lên đến, riêng năm 2020 thì thu hẹp do cầu giảm vì dịch bệnh Covid. Thì cái điều này khó tránh. Và rõ ràng là ngay cả các cái doanh nghiệp khác cũng giảm rất mạnh, thậm chí Vĩnh Hoàn còn giảm mạnh hơn cơ. Tức là 6 tháng 2020 giảm từ 2.000 tỷ còn 1.700 tỷ, tức là tương ứng với giảm có 15% thôi, còn nhiều doanh nghiệp khác giảm mạnh hơn rất nhiều. Còn lợi nhuận của ANV thì biến thiên rất mạnh do giá cá theo chu kỳ biến động từ 18k đến 35k trong 2 năm qua. Tức là chỉ trong 2 năm qua giá cá có những lúc tăng gấp đôi và cũng có lúc còn một nửa, đúng không ạ? Rất là biến thiên rất mạnh, để thành ra ảnh hưởng rất lớn đến ANV, đặc biệt công ty này chủ động 100% nguyên liệu. Thì tiếp theo, thứ ba là hiệu quả kinh doanh của ANV thì trong điều kiện bình thường sẽ rất cao. Đó, chúng ta có thể thấy đây, ROE của nó trong điều kiện bình thường lên đến 30-40%, đúng không ạ? Nhưng mà
khi khó khăn thì tất nhiên là do biến thiên rất mạnh thì đánh ROE sẽ bị suy giảm, đúng không ạ? Nếu như năm 2016 về trước thì ANV có lỗ do đầu tư ngoài ngành thì từ 2017 đổ đi thì công ty đã tập trung duy nhất vào lĩnh vực liên quan đến cá tra, rất tập trung và chúng tôi đánh giá rất cao điểm này của ANV ạ. Tiếp theo về lưu chuyển tiền tệ của ANV thì rất là phù hợp với tình hình mở rộng và tốt. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thì bám sát với lợi nhuận. 6 tháng 2020 dòng tiền kém do cái kết quả kinh doanh kém. Và đầu tư mở rộng mạnh vùng nuôi từ năm 2017-19 dẫn đến dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm rất lớn. Nhưng do tiêu thụ kém từ giữa năm 2019, thế do đó là công ty chưa sẵn sàng đầu tư thêm cho các vùng nuôi. Đó. Chính vì thế sẽ không phát sinh về việc đầu tư mới trong cái 6 tháng đầu năm 2020 này. Tiếp theo là tiền từ hoạt động tài chính âm lớn chủ yếu là do ANV trả cổ tức cho cổ đông rất tốt. Nợ vay của công ty thì cũng không trả đáng kể do công ty cứ duy trì số tuyệt đối khoảng 1.200 tỷ đến 1.300 tỷ. Và khi lợi nhuận về thì giữ lại vốn chủ sở hữu tăng thì tự nhiên cái tỷ lệ nợ giảm xuống và nó lại càng ngày càng trở nên an toàn hơn. Và tiếp theo chúng ta cùng đánh giá cái cơ cấu xuất khẩu của ANV. Thì có thể thấy là ANV thì không giống như VSC tập trung vào chất lượng hơn. Do có chứng chỉ thì ANV chọn cái phân khúc nó dễ thở hơn một chút, đó là Trung Quốc. Tuy giá bán thấp hơn nhưng mà tiết kiệm các cái chi phí khác liên quan đến việc là đánh giá chất lượng vân vân. Trung Quốc và Hồng Kông chiếm tới 30,5% cái thị phần xuất khẩu năm 2019 của ANV. Tiếp theo sau là ASEAN 20%, Mexico 8,7%, Brazil là 5,3% và tổng tất cả các thị trường khác 35,5%. Thì Trung Quốc thì trong dài hạn được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng với nhu cầu thịt cá trắng tăng mạnh do cái thu nhập của người Trung Quốc cao lên và cái việc chú trọng đến sức khỏe của họ cũng ngày càng tốt hơn. Thế do đó là họ sẽ tăng cường ăn cái cá thịt trắng nhiều hơn. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì đang gặp một trở ngại do vừa rồi Trung Quốc có công bố là về lệnh cấm một số các mặt hàng liên quan đến đông lạnh, rồi thậm chí họ khuyến khích người dân là không nên dùng các sản phẩm này bởi vì nó có thể có nguy cơ lây nhiễm Covid. Thì chúng tôi cho rằng cái này nó cũng phần nào tác động đến ANV nhưng nó cũng không phải là một cái yếu tố gì cứng mà nó là và mang tính gọi là bất thường mà thôi. Và trong tương lai thì nó sẽ bị gỡ bỏ những cái đó mà thôi, chứ cũng không phải là quá lo ngại trong dài hạn. Tiếp theo, chúng tôi sẽ dự báo cái kết quả kinh doanh của ANV và định giá cổ phiếu này. Thì cho 2020 chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế của công ty giảm chỉ còn 180 đến 250 tỷ đồng thôi. EPS nằm khoảng 1.412.000 đồng đến 1.961 đồng. Thì cổ tức chúng tôi kỳ vọng rằng ANV vẫn có thể trả 10% cho cổ đông do cái tiềm lực tài chính của công ty rất tốt. 2021 thì chúng tôi cho rằng lợi nhuận sẽ tăng mạnh từ 300 đến 400 tỷ một năm. Thì EPS khoảng 2.353 đến 3.172 đồng trên một cổ phiếu. Thì cổ tức chúng tôi cũng nghĩ rằng có thể đạt được trên 10%. Và 2022 chúng tôi cho rằng đây là một cái năm bản lẻ có thể là lợi nhuận của ANV sẽ tăng trưởng rất khủng khiếp. Thì lợi nhuận sau thuế có thể đạt từ 500 đến 1.000 tỷ. Thì điều này nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái kịch bản diễn ra của cái thị trường cá tra. Thành ra chúng tôi không thể đưa ra một cái con số nó xít xít được mà nó mà một khoảng rất rộng. Thì EPS có thể diễn biến từ 3.922 đồng đến 7.843 đồng. Thì cổ tức chúng tôi kỳ vọng có thể lên được, biết đâu có thể lên được khoảng 1.500 đồng. Thì áp dụng cái phương pháp PE cũng như phương pháp chiết khấu dòng tiền thì giá trị hợp lý của ANV dao động khá là rộng từ 20.700 đồng đến 32.100 đồng. Thì tùy vào kịch bản như chúng tôi nêu ở trên, lợi nhuận có cao hay thấp, đúng không ạ? Lợi nhuận thấp nhất thì kỳ vọng là 20.700 đồng và lợi nhuận cao là kỳ vọng 32.100 đồng. Thì đó là tùy kịch bản. Đó. Và để đưa ra một con số cố định thì thực sự rất khó đối với một cổ phiếu trong một cái ngành chu kỳ. Và đặc biệt ANV lại là một cổ phiếu chu kỳ nhất trong những cái cổ phiếu trong ngành chu kỳ này. Nó biến động rất mạnh mẽ. Thế thành ra chúng ta không thể có một cái gì đó cố định. Thực ra là những cái chỉ tiêu dự báo chúng tôi đưa ra đây cũng mang tính tham khảo mà thôi. Thực tế nó có thể khác xa rất nhiều. Bởi vì việc nắm bắt ANV thực sự rất khó. Tuy vậy chúng tôi vẫn cho rằng đây là một cổ phiếu có giá trị và đang được định giá tương đối hấp dẫn. Về rủi ro đầu tư của ANV thì nó cũng giống như VSC thôi. Thì cơ bản giống nhau, đó là chu kỳ ngành cá. Rồi là xâm nhập mặn, dịch bệnh diễn ra theo nguồn nước sông Mekong. Liên quan đến cái việc rủi ro ở đây chính là cái việc Covid-19. Thì Trung Quốc sẽ hạn chế nhập khẩu đồ đông lạnh
nhằm phòng chống dịch Covid-19 như chúng tôi vừa trao đổi ở trên. Thì bên cạnh đó thì còn có rủi ro khác, đó là cạnh tranh rất mạnh với cái cá rô phi của Trung Quốc. Thì đây là một cái cường quốc sản xuất rất là nhiều các cái sản phẩm kể cả thực phẩm. Thì họ có những cái trang trại nuôi như chúng ta nhìn thấy trang trại nuôi ếch nó cứ nhung nhúc, đúng không? Năng suất của họ rất cao, đúng không? Đó. Thì về khuyến nghị đầu tư thì chúng tôi cho rằng ANV là một cổ phiếu có rủi ro cao, lợi nhuận cao và đang được bán với mức định giá tương đối hấp dẫn. Và thứ hai, ANV là một doanh nghiệp có tính chu kỳ rất cao, phải nói là rất cao. Từ chu kỳ ngành đến chiến lược phát triển của công ty cũng có sự biến động cực kỳ mạnh. Đó, cực kỳ mạnh. Thế thành ra cái này nó phù hợp với những nhà đầu tư trung và ngắn hạn. Đặc biệt là những ai mà có thể đánh sóng ngắn thì chúng tôi cho rằng ANV là một cổ phiếu hoàn toàn đáp ứng được rất nhiều các cái tiêu chí đánh sóng ngắn hạn. Nó có thể tăng gấp rưỡi, gấp thậm chí gấp đôi chỉ trong vài tháng. Và nó cũng tương tự, nó cũng có thể giảm một nửa cũng chỉ trong vài tháng. Thì chúng tôi khuyến nghị rằng cái này chỉ phù hợp với nhà đầu tư ngắn hạn đến trung hạn mà thôi. Tức là khoảng 5 tháng đến 2 năm. Thì trên đây là những cái khuyến nghị đánh giá của tôi về cổ phiếu ANV. Thì chúng tôi cho rằng trong tương lai thì ANV cũng ít nhiều được hưởng lợi từ EVFTA. Nhưng mà cũng không phải quá lớn đâu ạ. Bởi vì ngành cá tra rồi của Việt Nam về cơ bản xuất sang châu Âu cũng sẽ không lớn. Nếu nó có gia tăng thì cũng không gia tăng quá nhiều và quá nhanh trong những cái thời gian tới. Mà chủ yếu dựa vào nội lực cũng như là các cái thị trường sẵn có của các cái doanh nghiệp thủy sản này mà thôi. Thì trên đây là tôi đã trình bày về báo cáo phân tích định giá cái cổ phiếu ANV, một trong những cổ phiếu thủy sản đáng chú ý ở trên sàn niêm yết hiện nay. Quý vị và các bạn có quan tâm đến ANV hay những cái mã cổ phiếu khác có thể trao đổi ở phía dưới clip này. Và quý vị và các bạn muốn trở thành những khách hàng rất VIP của AZFIN Việt Nam thì có thể liên hệ với tôi qua cái số điện thoại của tôi 0966249888, bởi vì chúng tôi đang có các cái Zoom siêu VIP cho các nhà đầu tư, khoảng 6 đến 10 nhà đầu tư một Zoom, để có thể gọi là bắt tay chỉ việc, đồng hành cùng nhà đầu tư đến với thành công, đến với việc hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Hẹn quý vị và các bạn ở trong cái clip thứ 16 tiếp theo của chúng tôi.